ကိုဗစ်19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအမျိုးသားညွန့်ထံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ငင်းကျန်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင် ကိုဗစ်19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအမျိုးသားစင်ဘဟုကော်မတီကယောဂကာကွယ်တားဆီးရေးညွှန်ကြားချက်တွေကိုဇူလိုင်15ရက်နေ့အထိတိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်းဇွန်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုတိုးမြှင့်တာကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရဲ့အမျှော်မြင်ကြီးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာဝန်တဦးကဆိုပါတယ်ဒီလိုတွေအနေနဲ့လဲလိုင်းနာမှုနယ်ပါးလာသလိုမတ်စတာတဲ့ယ
tour này về mà làm mà bảo mà mất mất đẹp phải toa là cái lùi nó không chơi được lùi nó lùi su su vui vui này đi ra đấy bảo cái này lùi cái này master đấy lý tham chỉ cho đại lý của chiến chiến mua này này số bây giờ cho nó win này lâu đấy mất gì đâu mà cái này nó đại mình ngang bảo qua ab bây giờ biến quay đi ông lâu bây giờ lâu toa là bảo nó ấy đó công chúa số chỗ cho nó biểu mấy số lối xe cho nó này này đã xem lại bây giờ chiến thống tiền thế đấy đi cho cháu đào mấy cái này đã bị mất chỗ đó bao nhiêu mà phí cho lại xí lại chỉ từ chỗ cả lẽ đi lối đông như này đã ha cô mình đã rồi trở chân bộ nhà đại lối chém mày trở lẽ bố con là này này lối xua đấy đi lối anh nhỉ phía ra mày xua ra đi chém mày trở sang ô sang ai ấy thắt đầu bị mày lẽ ô mi đã rồi trở chém mày trở đi cả mà hậu mi đã rồi trở phía phía xí xí xây chân ra ra này này ra trở chạy đi vì chém mày trở bộ tôi đã khai ra lối xí xí cái xí này chém mày mà ô chém mày cao làm mày bộ xong tòa này mẹ chị nè chạy tàu tòa mẹ suy tôi nói chuyện suy gì cả xí đấy em đi lô căn tại thành này trước đó chưa xí vậy lần anh em mà rồi chị gái mua rồi xin đi vào đấy suy ra thành này bốc lên cái công viên địa mà trong hình hàng sau này sau tình trạng này tên này nói xin đi quay đi cố chấm ai thành này gặp thuộc viên cho nên anh ấy sau này đã rất sợ đi cố đó lùng ngáo tham mà hậu ngáo thay bộ vi sau này lùi ra vào đấy vì bao người cố đó xin lại là tổng số tiền này chị tham ăn trong miền thảo vào đấy các bạn đồng lòng mà coronavirus cứu sống mua xe tani và xin đi bị phê vào đấy chấm ai khi nhà má